Lộ nó lên tới bên kia luôn hả Bin? Trên chỗ gần chỗ mùa hồng á. Dạ Vườn Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Vườn Hồ đang có mặt tại một cái cánh đồng thuộc huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và ngày hôm nay thì Vườn Hồ sẽ quay trở lại cuộc sống của bé Bin vào một buổi chiều trăng dịch nha cô bác quý anh chị. Cũng như video clip trước thì Vườn Hồ có gặp được bé Bin, mẹ của bé Bin và bé Ti. Cũng chưa có thời gian để trở về thăm lại gia đình cũng như là cuộc sống một cua bắt ốc của mẹ của bé Bin. Ngày hôm nay thì cũng là một buổi chiều, Bùi Hồ muốn quay cho cô bác quý anh chị biết được về một buổi chiều lùa dịch vào chuồng của bé Bin để hiểu rõ thêm cái công việc làm của một cậu bé chăn dịch chỉ mới vừa 13 tuổi thôi. Nếu như mà các đứa trẻ khác vào thời điểm này là sẽ dùng cơm với gia đình nè, rồi hoặc là đi công viên cùng với ba mẹ, thì Bin một mình lặng lẽ chăn những cái con vịt và chuẩn bị chuồng để lùa cho chúng vô chuồng. Một cậu bé nhỏ nhưng mà biết, rất biết lo cho cái cuộc sống của gia đình của mình cũng như là mẹ của mình sau khi ba với mẹ chia tay nhau một buổi chiều ở miền Tây cũng khá là nhẹ nhàng luôn. Và bé Bin đằng kia kìa, chú chào Bin, chú chào con. Con lượm được hộp vịt đó hay sao vậy? Được mấy trứng hả? Một trứng hả? Chừng nào mới lùa vô? Xíu nữa. Xíu nữa hả? Con ở trong này một mình có buồn không? À, không. Không hả? Có bạn con kìa. Có bạn con hả? Bạn có tính lại chơi với con hay gì? Dạ. Bạn mới quen hả? Dạ. Bạn ngồi xuống đi. Đâu, cho chú coi cái lụm trứng này để làm gì ăn ta? Không biết nữa. Không biết nữa hả? Rồi ngồi xuống đi. Chiều nay sáng trưa nay con ăn. Hồi trưa con ăn gì? Con cơm. Chiều con ăn chưa? Dạ. Chiều nay con ăn chưa? Ăn rồi. Nay con ăn gì vậy? À, ăn cơm luôn. Ăn cơm luôn? Dạ. Ăn cơm với gì Bin? Ăn cơm với thịt. Dạ hả? Chiều con lùa con vịt vô chuồng ở đâu? Ở dưới đó. À, lùa vô xa dưới kia hả? Dạ. Sau rồi lại dời cái chuồng xuống đó rồi. Cái này chủ dời. Chủ dời hả? Dạ. Rồi một mình con lùa hay là con lùa với chủ? Con lùa với chủ. Vậy hả? Hai người cùng lùa. Bao lâu thì dịch nó mới vô hết chuồng được? Mấy chục phút. Hả? Mấy chục phút à? Mấy chục phút hả? Con phải gieng nó vô hả Bin? Dạ. Con phải gieng nó vô hả? Chủ với con gieng. Ờ hả? Lội cực không? Mỏi chân không? Dạ không. Không hả? Sao mấy con vịt nó không ăn con, nó ăn con không lên kia con ngồi đi mà con lại ở dưới này? Nãy chữ kêu con gian lại. Gian lại chuẩn bị đưa nó vô đúng không? Dạ, kìa chữ ra. Rồi đi đưa nó vô đi, hai cho cháu đi. Rồi cho nó vô chuồng đi. Cực dở không Bin? Dạ không. Mấy ngày nay nắng nóng thì sao? Dạ. Mấy ngày nay nắng nóng thì sao? Vậy mình nên nấu mình ngồi. Mẹ con xuống thăm con thì ở lâu không rồi đi về? Tới tối, chiều tối mới về. Mẹ ở tới chiều tối mới về? Dạ. Hôm đó mẹ đem gì cho con ăn? Đem ngầm đỏ với lại bánh bao. Bây giờ chuẩn bị lùa nó vô đó đúng không? Dạ. Thôi lùa đi, rồi chú đi theo con, nói chuyện chơi luôn. Cái cây này để gieng nó hả Bin? Cây này để đây. Rồi bây giờ lùa nó vô đúng không? Dạ. Dạ rồi. Chủ hỏi gì hả Bin? Hỏi gian kỹ chưa? Ở bên đây thì đất khô cằn hết rồi. Còn bên đây là chủ vịt vẫn không vô để cho mấy con vịt đó. Đó là lượm những cái, nó ăn những cái hột lúa mà còn sót lại của bác anh chị. Với một cái đầu trần nè, cái chân thì lội nước nè, anh nữ là cũng bị con lấy gì? Thao. Lấy cái thao chi á? Để đem đi lặn.
Cái thau dơ mà lại đội lên đầu nữa kìa. Rồi 2800 con vịt được pin lùa vô chuồng cùng với chủ của mình. Ôi, trứng vịt nó đẻ rất nhiều quá hả pin hả? Dạ. Sáng có lượm được nhiều không? Trứng này hả? Ừ. Trứng này trứng bể. Ừ. Vòng 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 cũng xa lắm á cơ bác anh chị, nên thành nữ kế cũng thương lắm. Đó. Đây là cái tiếng gió mà pin nói để cho mấy con vịt nó nghe rồi nó đi vô chuồng. Cái nào cũng cần có kỹ năng và kinh nghiệm đúng không? Đâu đâu chú lượm chưa? Phải không? Đúng rồi. Đây đây đây. Trứng hai vỏ. Ở trứng hai vỏ hả? Dạ. Là cái trứng đó kìa chú. Trứng hai vỏ là sao pin? Là ở trong ở ngoài cái vỏ mềm với ở trong cái vỏ cứng. À. Lâu lâu mới có một trứng. Nhưng mà cái trứng hai vỏ này ngộ ha? Dạ. Lâu lâu mới có một trứng. Ê hả? Dạ. Trứng hai vỏ này ngộ ghê á. Ở trong nó cứng luôn. Đúng rồi, ở trong này cứng nè. Dạ. Trứng hai vỏ. Mềm xèo à. Mềm lắm. Đã quá à pin. Dạ. Hả? Dạ. Hai trứng vịt đó nướng ăn. Hả sao? Con không biết. Con không biết hả? Sao chú lượm mà sao con cầm? Hả? Dạ. Trứng đó của ai? Dạ. Trứng đó của ai? Không biết. Sao không biết? Bỏ vô túi đi. Trứng hai vỏ dễ thương ha. Dạ. Vừa hồi cũng đi cái chân không luôn. Rồi nước cho dễ. Buổi chiều này nó vẫn còn đẻ hả pin ha? Dạ. Lùa nó xong rồi con mấy giờ mới vô ngủ? Hả? Dạ 6-7 giờ. Là con vô con ngủ luôn hả? Dạ. Lượm được 2 trứng vịt nữa. Chú không biết thích gió. Là miệng giữ lo nhỏ xong rồi mình thổi ra nó ra. Hả? Lộ nó lên tới bên kia luôn hả pin? Trên chỗ gần chỗ màu hồng á. Ôi trời sao vậy? Kìa con đang nói kìa. Đó, để bao nhiêu đó cô bác anh chị thấy được rằng để mà cho mấy con vịt 2800 con vịt này nó vô chuồng thì cũng không phải là dễ. Vịt thì nó đi theo đàn thiệt, nhưng mà mấy con vịt này á đôi khi nó mơi ăn cái nó bỏ nguyên cái đàn của nó lạc qua anh kia. Coi chừng bị sốt là bị chủ la nha pin nha. Cuộc sống của pin là vậy. Cái trứng đó kìa. Đâu, để cho chú lượm cho. Chú lượm cho may mắn nha. Nó chiều nay nó lại đẻ sớm. Mấy con nào mà đẻ sớm chiều nay thì chắc ngày mai nó không có đẻ nữa đâu. Đây. Để chú cầm cho. Tổng cộng là vùi hồ với pin lượm được 3 trứng. Ai mà không có ai kiểu là thích đi lượm trứng vịt thì vô đồng về lượm cũng vui lắm. Trứng vịt này thì kho ăn với nước chiên ăn rồi chế nước tương ăn cũng ngon nè. Và cô bác anh chị biết không, Hà lượm được một trứng vịt còn hơn người khác cho mình lượm được 20.000 đồng. Vì cái trứng vịt này lượm nó vui lắm, cảm giác nó cầm cái trứng vịt lên đã lắm. Dạ. Đúng không? Đúng rồi. À, cái trứng ở trong cái túi của con coi chừng rớt á. Rớt không? Đâu. Ừ. Con cũng có biết đâu. Ngoài khả năng lội bộ thì cũng cũng cần cái kỹ năng quan sát với mấy con vịt để cho chúng nó cùng vô đàn. Ví dụ như đàn bên đây nó đi sau thì phải lùa đó, sau đó lội lại đằng kia, lội theo một cái góc gần như là xéo xéo á. Kiếm gì pin?
Nên giờ hai người đó làm cái gì? Đâu? Đó. À, quay lại chú coi cho ai đẹp trai không? Rồi, đây. Đối với những cái đứa trẻ khác thì giờ này là đi chơi rồi, còn Vin thì phải đi làm. Ai mà muốn được, ai mà không muốn mình được sinh ra ngay tại cái nơi những cái gia đình khá giả có điều kiện để được đi học. Tuy nhiên cuộc sống của mọi người thì mọi khác nhau, nên là nữ mới gọi là xã hội được. Có người khổ cũng có người sướng. Nhưng mà quan trọng là sau này mong rằng á sẽ có một cái phép màu nào đó để thay đổi được cái cuộc sống của Pin. Chẳng hạn như là ai hỗ trợ em đi học rồi một cái nghề nào đó. Cũng mong rằng chia sẻ thứ Pin này thì cô bác anh chị sẽ đồng cảm hơn với Pin và với mẹ của Pin. Ô nó chạy quá chạy Pin à. Nó bay luôn á Pin. Đúng không? Nó không có bay, nó chạy. Chạy hả? Dạ. Rồi nó vô chưa? Cho nó vô chưa? Chưa, đợi chú đó. Hả? Đợi chú đồ qua bên gian qua bên đây. Chú nào? Chú chủ á. À, chú chủ lo gian qua đây còn mới đi tiếp nữa đúng không? Dạ. Rồi chè rồi khi mà lùa nó vô hết thì ai sẽ đóng cửa chuồng? Chủ. Đóng cửa chuồng hả? Dạ. Nhìn cái mặt Pin dễ thương ra. Ở kháo khỉnh không? Ben. Dạ. Buồn không mà sao thấy chú đấy cái mặt con cười cười vậy? Hả? Không biết gì. Không biết. Tâm sự với Pin cũng vui lắm. Nói chuyện với Pin nữa cho Pin cũng đỡ buồn ha Pin ha. Dạ. Gặp chú vô con vui không? Vui. Vui sao? Gặp người quay. Gặp người quay. Tại sao vui? Có thấy mình ở trên mạng chưa? Dạ thấy rồi. Thấy sao? Mẹ đem vô nhưng mẹ cho coi. Ừ, mẹ cho coi rồi mẹ nói sao? Quay lên đen thui. Sao quay lên sao? Đèn thui luôn. Tôi làm da đèn thui luôn hả? Rồi con nói là sao? Con không có nói em. Mẹ có khóc không? Hả? Mẹ có khóc không? Dạ. Mẹ nói quay lên da đèn thui luôn hả? Dạ. Rồi có nói mẹ là con muốn nghỉ không? Không. Không hả? Chứ nói mẹ sao? Con không nói. Con không nói hả? Con biết chữ không Pin? Dạ biết. Biết chữ hả? Học dạ. Hết lớp 2 mà vẫn đọc chữ được đúng không? Dạ. Sao không để cái thao xuống đi? Để trước dịch lên. Lột vỏ ra rồi kìa. À, nó lột vỏ ra rồi hả? Tiếng này nó khô rồi, cái vỏ nó kỳ lắm. Khô vỏ kỳ lắm hả? Cái vỏ nó dính vô cái trứng luôn. Giống vậy nè. Cái miếng này lại khô lại dính vô cái trứng. Vậy hả? Sao con biết? Con lượm được cái trứng hai vỏ mà khô à. Con phải lột nó ra hả? Không lột cũng được. Cứ lột ra. Đâu? Nó trơn. Rồi đây là cái trứng vịt nè. Cái trứng vịt này Pin gọi là cái trứng vịt hai vỏ. Ở trong này nó có một cái chất nhầy đó. Nó giống như là cái nó kiểu là sao biết không cô bác anh chị? Thay vì thì cái trứng đó nó sẽ là hai trứng. Tuy nhiên thì cái trứng này nó không được. Nó không được hình thành nên một cái trứng, mà nó có một cái trứng này nó trồng vô cái trứng này luôn. Pin gọi là cái trứng vịt hai vỏ. Gần một tháng qua thì Pin chân vịt thì Pin thấy được rằng là Pin cũng lượm được cái trứng giống vậy nè. Đó. Gọi là giống như mà cô bác cái chuyện nghe nói mà em bé mà đẻ ở trong cái bọc đều không? Thì nó giống vậy á, mà người ta nói rằng là em bé đẻ trong bọc đều là sướng lắm. Đó. Thì ngày nay chứ lượm được, may mắn mà lượm được cái trứng hai vỏ này đúng không Pin? Dạ. Đúng không? Ừ. Chú bỏ đây nha. Dạ. Tặng chú trứng hai vỏ này hay sao? Dạ. Tặng không? Tặng. Tặng hả? Để mà cho
cho hơn 2.800 con vịt vô chuồng khi mặt trời lặn. Thì Bin phải tốn thời gian khoảng gần 1 tiếng đồng hồ để lùa Bùi Hồ vô. Và nếu như mà Bùi Hồ đi nãy giờ ước tính mà cái quãng đường, cái bước đi của Bin á, thì nó khoảng 5 cây số luôn, cô bác anh chị. Xa lắm, đi tới đi lui, đi tới đi lui á, Bùi Hồ phải cắt khúc những cái đoạn mà Bin không nói chuyện rồi để cho Bin lùa á. Nên là nữa là xa lắm. Cuộc sống của một cậu bé chăn vịt 13 tuổi nè, phải lội bộ sáng lùa ra, thì mở ra thì nó đi cho lùa cho nó ăn, chiều thì phải lùa nó vào. Một công việc không phải là cứ ngồi đó coi nó ăn thôi, mà công việc này đầy rẫy sự khó khăn rồi cực nhọc rồi nắng mưa nữa, nhiều yếu tố của môi trường của tự nhiên ảnh hưởng đến cái cuộc sống của cậu bé lắm. Tí xíu nó lùa nó vô hết nè, rồi phải giang nó nè, rồi sau đó là tối Bin phải ngủ sớm, ngày 3 giờ khuya thì Bin phải thức dậy đúng không? Con chắc cỡ đó đúng không? Dạ. 3 giờ khuya thức dậy rồi lụm trứng, mặc dù là rất là buồn ngủ nhưng mà Bin sẽ khắc phục những cái tình trạng ngủ muộn nè để mà thay chủ lượm tiếp. Có nhiều cô bác quý chị bình luận rằng là lương rẻ quá, nhưng mà nuôi vịt này cũng bỏ thức ăn bỏ lúa rồi á, nên là nữ là cũng không có lời nhiều đâu, rồi chi phí trang trải này kia cũng nhiều lắm, nên là nữ cuộc sống của mỗi nơi nó mỗi khác nhau á. Mình thấy 3 triệu thì một ngày 100.000 thì nó rẻ thật, tuy nhiên là có việc làm cho em thì cũng là được một điều may mắn rồi, nếu không có việc làm thì mẹ là càng vất vả hơn. Và ngày hôm nay á, Bùi Hồ với lại Bin đó lượm được 4 trứng vịt. Bin lượm được 3 trứng trước, 1 trứng trước đúng không? Dạ. Chú Hồ lượm được 3 trứng và đã chia sẻ một cái thức phim cho cô bác anh chị. Và những chủ video về Bin thì Bùi Hồ sẽ tiếp tục theo dõi và đồng hành, cũng như là hai mặt quý mạnh thường quân á cũng hỏi thăm rồi gì ăn uống một phần nào để tìm hiểu thực tới cái cuộc sống ngay tại nhà của mẹ bé Bin. Còn bây giờ một buổi chiều cũng đã muộn rồi, ngày hôm nay thì ở miền Tây cái nhiệt độ vào buổi chiều này cũng hạ nhiệt tí xíu, ở ngoài đồng có gió nên là nữ là không khí cũng khá là dễ chịu. Rất mong video clip này đã cho cô bác quý chị hiểu thêm về cuộc sống của cậu bé chăn vịt vào một buổi chiều, hiểu thêm về cuộc sống của miền Tây vào những mùa sau khi lúa gặt thì vịt chạy đồng là như thế nào. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở video clip sau.